khi con nghiêng lên một chút, con tiếp xúc ở vùng nửa dưới và bên hông quả bóng, nó sẽ là xoáy ngang xuống. Ok, under and side spin. Ok, và bây giờ con có thể điều chỉnh cán vợt, con dựng cán vợt lên và tiếp xúc bên hông bóng, thì lúc này là side spin. Ok, và khi con tiếp và con muốn giao bóng top and side spin, thì lúc này khi tiếp xúc con có thể theo chiều hướng con vuốt từ dưới lên một chút. Ok, ok, back and side spin. Ok, ok, and side spin. Ok, and top and side spin. Three. Ok, friction, finger. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Introduce yourself. My name is Johnny and I'm 11 years old. I've been playing ping pong for like 1.5 years now. And I'm coming from Sweden. Thank you. Okay. Và hôm nay xin mời các bác, cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của tôi và Johnny đến từ Thụy Điển như thế nào nhé. Ok. Nào. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn con cái cách biến hóa xoáy trong kỹ thuật giao bóng là con lắc thuận tay này. Thì đơn giản nhất là mình thay đổi cái độ nghiêng của góc vợt. À. Đây. Nếu như con ngang song song so mặt bàn thì lúc này xoáy xuống, nó sẽ không có xoáy ngang. Khi con nghiêng lên một chút, con tiếp xúc ở vùng nửa dưới và bên hông quả bóng, nó sẽ là xoáy ngang xuống. Ok, under and side spin. Under and side spin. Ok, và bây giờ con có thể điều chỉnh cán vợt, con dựng cán vợt lên và tiếp xúc bên hông bóng, thì lúc này là side spin. Ok, dựng cán vợt lên, side spin. Ok, và khi con tiếp và con muốn giao bóng top and side spin, thì lúc này khi tiếp xúc con có thể theo chiều hướng con vuốt từ dưới lên một chút. Ok, ok. Now, you try talk the ball. Ok, bây giờ con dựng mặt vợt lên cho bóng nó đụng vào để cảm nhận xoáy. Back and side spin. Ok, ok, and side spin. Ok, and tops and side spin. Top and side spin. Okay, now you try. Okay, the first, you want to serve back and side spin. Thì bạn cần để nghiêng cái mặt vợt ở góc độ này. Tiếp xúc, chia bóng ra làm đôi, tiếp xúc nửa vùng, nửa dưới quả bóng. Thì this ball, A o'clock, A o'clock, the clock. One, trail, one, two, three, four, five, six, seven, A, okay? A and roll the ball. Relax. Relax and friction. Okay, friction.
Springer. Relax and okay. Feel. Yeah. And side the ball. No, 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 no. Contact the bottom and side the ball. You see the ball. Focus, focus. Focus when you contact the ball. Focus. Okay, relax. Yeah. Good. Good. Okay. Relax. Relax shoulder. Good. Relax shoulder. Okay. Back spin. Yeah. Side bone, side bone. Yeah, relax. Contact, contact side bone. Bạn phải tạo thêm cái vòng cung cong nữa. Pendulum. Ok. Yeah. Good. Relax shoulder. Feel. Feel wrist and finger. Good. Good. Ok. Now you try serve side spin. Thay đổi góc vợt, dựng cán vợt lên, hướng đầu vợt xuống. Good. Relax shoulder. Good. Ok. Good. Very good. Contact side the bone. Contact side the bone. Relax. Weigh the bone. Okay, good. Okay, relax shoulder. Yeah, now you try serve tops and side spin. Okay, when you contact the bone, you up, roll the bone up. Do you understand? Yeah. Up, yeah. Oh, don't try. Don't try strong. Relax. Down and up. Okay, the same. Contact the side bone. Yeah. Very easy. Relax. Easy. Okay. Down and up. Easy. Easy and quickly. Easy and quickly. Easy and quickly. Easy and quickly. Yeah. Good. Yeah. One more. Relax. Yeah, good. Good. Okay. Toss and side spin. Good. Feel wrist and finger. Okay. Okay, relax. Contact. Good. Ok. Nếu cô chú anh chị thấy video hay và hữu ích thì xin hãy ủng hộ Cốt Vợt cho Tí Long và hẹn gặp lại mọi người những video hướng dẫn tiếp theo.